Con biết lỗi rồi mà. Mọi người mà đuổi con đi thì con biết đi về đâu. Ngoài kia ai cũng ghét bỏ con. Nếu con không bồng bột thì đâu đến nông nỗi này. Sống mà vô ơn với tổ quốc non sông thì mày có giỏi bằng mấy cũng không giá trị gì. Cuộc đời này đừng bao giờ nói tới nếu thì. Chuyện đã xảy ra rồi, có lệ có quỳ cũng chẳng yên thân. Cả nhà mày là lũ rác rưởi không biết dạy con dạy cháu. Mày khổ một thì cái gia đình này khổ 10. Đúng là mang tai mang tiếng mà. Đi đâu cho hết nhục bây giờ. Con đeo mo vào mặt, con đeo mặt vào mo. Nhục nhã vì mày quá bởm ơi. Trên đời này, thời gian và quá khứ không bao giờ quay trở lại. Thế nên làm việc gì cũng phải cân nhắc đúng sai. Hãy trân trọng những gì mình đang có. Những gì đã tuột mất hoặc vứt bỏ, không bao giờ tìm lại được đâu. Thôi thì cháu nó còn trẻ người non già. Mong mọi người mở rộng lòng từ bi cho cháu nó một con đường sửa sai. Có vòng nguyệt quế tưởng thế là oai, mở mồm chê bai non sông đất nước, họa từ phía trước họa đến phía sau, sớm muộn mày cũng bay màu, hầu 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 hầu. Cái cô này, tôi liên quan gì mà lại lôi tôi vào đấy hả? Em đọc thêm vào cho nó vần. Thằng đấy kể cũng tệ thật. Sống trong thời bình lại đẻ ra nhiều kẻ vô ơn. Mà ngay cả thời điểm hiện tại, biết bao người phải vất vả canh giữ ngoài đảo xa rồi trấn giữ biên giới để đất nước được yên bình. Theo em thì nên để chuyện này nó lắng xuống. Cháu nó cũng đã biết lỗi rồi, chín bỏ làm 10. Người khổ nhất không phải là nó mà những người trong gia đình. Khổ tâm vì nuôi dạy một đứa chẳng ra gì, rồi đi đâu cũng có người xì xào to nhỏ. Bỏ qua cho nó dễ dàng, lần sau nó lại thế đấy. Khéo đứa khác nó còn học theo. Theo tôi thì chú Ngao nói cũng đúng đấy. Đời người mấy ai lại không sai lầm. Mình cứ lấy cái nhân nghĩa để đối đãi thì nó mới nể mới sợ. Mình càng công kích nó lại càng bất mãn. Nếu có thế lực xấu mà nó tác động vào thì câu chuyện càng thêm rắc rối và nan giải. Em lạy các chị, các anh, các cô, các bác loanh quanh trong làng, các ông, các bà họ hàng gần xa, mọi người trên cộng đồng mạng hãy tha cho bờm. Em xin cắn cỏ cắn rơm. Thôi cô Hến ơi, cô về đi. Tôi biết cô và gia đình khổ tâm lắm. Cháu nó còn trẻ người non dạ, rồi mọi người sẽ thông cảm. Liệu có thông cảm cho không hả Băng? Báo đài, mạng xã hội đâu đâu cũng thấy nhắc tên. Mẹ chồng em và chồng em còn không dám ra ngoài nữa đấy. Cũng cần có thời gian để cơn giận dữ của mọi người lắng xuống. Gia đình nên giáo dục thêm cho cháu về lối sống tư tưởng. Và quan trọng là phải biết yêu nước cũng như là tỏ lòng biết ơn tới công lao của bao người đã gây dựng. Sống vô ơn thì sẽ vô phúc đấy. Đừng bao giờ hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc. Bao nhiêu người công thành danh toại, quan to chức lớn ở nước ngoài, mà người ta vẫn hướng về tổ quốc non sông, tự hào là con dân Việt Nam. Mày thì đứng núi này trông núi kia. Cái con gâu gâu trong chuồng kia kìa, cho nó ăn nó ở, nó còn biết trông nhà bảo vệ chủ. Còn mày thì sao, đang ở đâu? Chán chả buồn nói. Sử bố mày. Mẹ nói một chàng lại bảo chán chả buồn nói. Người ngoài họ đã đả kích nhiều lắm rồi. Mình là người nhà thì cũng nên động viên để hướng cháu nó đến cái việc làm đúng đắn.
Mong mọi người hãy cho con cơ hội để sửa sai. Từ nay trở đi, từ giày trở lại, làm cái gì cũng phải suy nghĩ cho thấu đáo. Đừng vì một hành động nhỏ mà ảnh hưởng tới cả tương lai. Ngày xưa bác cũng đi bộ đội, để có được hòa bình như hôm nay không dễ dàng đâu cháu ơi. Biết bao người đã nằm xuống để bây giờ các cháu được đi học, được vui, được chơi, được thảnh thơi an nhàn. Chiến đấu chống giặc ngoại xâm chắc là vất vả lắm phải không ạ? Không phải là vất vả, mà là muôn ngàn gian khó, khổ cực. Bao ngày nếm mật nằm gai, ăn xương nằm gió miệt mài đấu tranh. Đói khổ vẫn vững bước quân hành, hy sinh chẳng ngại để giành non sông, để hôm nay có cuộc sống yên ấm màu hồng. Giờ thì cháu đã hiểu và sẽ yêu cũng như là cố gắng để góp phần xây dựng non sông này. Phải thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và đi theo con đường của Đảng. Đừng vì bất cứ điều gì hay thế lực nào mà quay lưng với non sông. Con đã biết sai, mong mọi người tha thứ để con có cơ hội làm lại. Người ta đánh kẻ chạy đi, chứ không đánh kẻ chạy lại. Biết sai mà quay đầu là cái tốt. Phải luôn nhớ lời bác Hồ dạy, yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Mày mà còn phát ngôn vớ vẩn nữa, mẹ cho mày méo alo luôn.